Thời gian á, là vàng là bạc mà chị, vừa quản lý shop vừa làm việc nhà, áp lực lắm. Của em bao nhiêu ạ? Dạ của mình tổng cộng là 500 á chị. Khi... Dạ bên em có thanh toán thẻ không tiếp xúc. À tiện quá. Bà dùng Mastercard này nè. Giờ mình sắm đồ online á, đơn hàng có vấn đề gì á thì mình cũng được hoàn tiền nhanh gọn, nên là yên tâm lắm. Đồ ăn tới đây.